Xin chào cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại clip phân tích cho tuần sau. Và một tuần có nhiều thông tin quan trọng, trong đó thông tin về Nonfarm có lẽ sẽ là thông tin được chờ đợi nhiều nhất. Và như mình đã nói ở trong buổi học cuối cùng trong lớp của lớp học giao dịch tài chính trên phòng nâng cao tiếng Việt của AM ấy, thì chúng ta có một cái dữ liệu quan trọng không liên quan đến đồng đô. Chúng ta có dữ liệu quan trọng vào ngày 31 tháng 7, đó chính là dữ liệu về lãi suất của đồng Yên Nhật. Có thể các bạn đã nghĩ đến nhiều là tại sao chúng ta không quan tâm đến đồng đô. Thực ra không phải các bạn. Mọi đồng tiền, đặc biệt là trong rổ DXY, mọi đồng tiền lớn đều có tác động đến các đồng tiền khác, dù là tác động trực tiếp hoặc là tác động gián tiếp. Nhưng bối cảnh hiện tại mình lại cực kỳ quan tâm đến đồng Yên Nhật. Tại sao? Các bạn thấy đấy, Yên Nhật đã rất thấp, lãi suất của Nhật đã rất thấp, chênh lệch với lãi suất của Mỹ rất cao. Các hoạt động carry trade nếu mà vẫn tiếp tục thì đồng Yên khó có thể tăng cao được. Tuy nhiên, chúng ta đang kỳ vọng vào một BOJ có thể sẽ thay đổi chính sách tiền tệ của họ trong thời gian tới. Và cụ thể là ngày 31 tháng 7 này họ có thay đổi hay không, thực sự nói với các bạn rằng là mình cũng không dám chắc lắm. Nhưng với lại cái cú tăng của đồng Yên Nhật từ mức đáy ở đây, chỉ số GPX mức đáy 689 cho đến mức cao là 737, mình thấy rằng có lẽ là thị trường đang kỳ vọng vào BOJ sẽ tăng trưởng. Xin lỗi các bạn, mình thấy là thị trường đang kỳ vọng vào BOJ sẽ tăng lãi suất đó. Và cái kỳ vọng này có tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 7 hay không thì mình thấy rằng là rất có thể nhé. Rất có thể là kỳ vọng này sẽ tiếp tục đến 31 tháng 7. Nhưng bây giờ để có thể đánh giá được là đồng Yên có khả năng tăng thực sự hay không thì phải đến khi BOJ đưa ra quyết định. Mình thì mình thiên về cái xu hướng là BOJ sẽ không tăng lãi suất đợt này. Tất nhiên, đấy sẽ là vấn đề cá nhân của mình thôi. Mình vẫn phải nhìn vào để đánh giá xem là ở góc độ cơ bản thì kỳ vọng thị trường liệu có khả năng thành công hay không. Thì mình thấy rằng cái cú tăng này của Yên Nhật lên ấy, có lẽ là thị trường đã rất kỳ vọng về việc BOJ thay đổi rồi. Đó, rất kỳ vọng về việc BOJ thay đổi. Nhưng hai ngày sắp tới là ngày 29 và ngày 30 đã rất gần thời điểm BOJ công bố. Thì cái xu hướng này theo mình có thể nó sẽ chững lại. Trên khung tuần thì các bạn thấy là giá đã chạm vào cái mức Kijun Sen đúng không? Và cái khu vực phía trên này là khu vực mà gần mây đấy, từ khoảng 745 cho đến 759 đấy, là khu vực này là khu vực mà mình đánh giá nó sẽ đóng vai trò là khu vực kháng cự cứng. Và Yên Nhật sẽ tiếp tục di chuyển sideways trong giai đoạn này nếu BOJ không tăng lãi suất. Đó, đấy thì là góc độ cơ bản đang được ủng hộ bởi yếu tố kỹ thuật là gì, là đường Kijun Sen, mức cân bằng trong trung hạn nó ở đây. Thế nhưng mà vol thì lại tăng mạnh, vol đây là 739.7 và bán là 30-31. Thế thì ở đây là lực mua đang khá là mạnh trong tuần vừa rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ về khung thời gian tuần. Khung thời gian ngày. Với khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là về mặt kỹ thuật thì giá đã vượt lên trên mây nhưng mà vẫn đang nằm trong giai đoạn là mây đỏ. Thì yếu tố này là một yếu tố mà an ủi cho cái chiều là bán xuống. Tức là những ai mà bán xuống giai đoạn này ấy, thì vẫn có khả năng, có dấu hiệu là đang về mặt kỹ thuật là đang ủng hộ. Chúng ta thấy là MA Division là đã đạt đến cái yếu tố là quá mua đúng không? Đạt đến yếu tố quá mua. Có điều là cái đường được giá đường MA 81 đây các bạn này. Xin lỗi các bạn, đây là đường MA 26. Thì giá lại vẫn đang nằm trên MA 26 và điều này cho thấy cái việc giảm xuống nếu có thì khả năng sẽ là không phải giảm mạnh. Mặt kỹ thuật là như thế. Nếu có giảm thì cái mức mục tiêu của mình sẽ là cùng lắm là cái khu vực hỗ trợ là cái đáy, mình sẽ lấy cái đáy mây ở đây. Là khu vực này, tức là khu vực 699-700. Đấy, 699-700 là khu vực này. Tức là nếu có giảm thì mình kỳ vọng nó sẽ giảm về đến đây. Nhưng dấu hiệu này thì các bạn nhìn thấy là cái đà tăng có lẽ vẫn sẽ còn giữ nhiều hơn. Cuối tuần vừa rồi thì mình kỳ vọng vào 2 ngày 29 và 30 là Yên Nhật sẽ khó tăng được cao.
và có thể sẽ chững lại giảm xuống vì chúng ta đã thấy có một cây pin 3. Đấy là ý kiến về mặt kỹ thuật. Nhưng đến hôm nay khi mình xét kỹ lại, trước khi mà non-farm được công bố, GDP đã rất tốt rồi, thì một nền kinh tế Mỹ, các bạn thấy là một nền kinh tế Mỹ thì chúng ta có, sau khi công bố về GDP thì chúng ta thấy là chứng khoán tiếp tục tăng lên này, thì kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế Mỹ rất có thể sẽ kích thích cái nhu cầu của đồng đô, và đồng đô cũng tăng. Và nếu như đồng đô tăng lên thì yên Nhật có khả năng sẽ giảm. Đồng đô tăng lên thì yên Nhật có khả năng sẽ giảm trong giai đoạn này. Nhưng bởi vì yên Nhật đã quá thấp nên đợt này cái kỳ vọng vào BOJ tăng lãi suất mà cao, thì đấy là điều mà mình lo nhất. Tức là trong 2 ngày 29 và 30 yên Nhật vẫn có thể sẽ chạy lên đây. Yên Nhật vẫn có thể sẽ tăng lên đến tận đây cơ. Rồi mới có dấu hiệu phân phối hay là giảm thì lúc đấy mới giảm. Nhưng từ đây lên đến đấy là có khả năng. Thực sự là cả yếu tố cơ bản với yếu tố kỹ thuật, mình chỉ thấy rằng là đồng yên khó chơi. Và nếu yên mà có biến động mạnh vào ngày 31 tháng 7 thì rất có khả năng là các đồng tiền khác như là đô, euro hay bảng Anh cũng đều sẽ biến động mạnh theo nó. Tức là nó sẽ thành cái dòng tiền chủ đạo. Đây chính là điều mà mình lo ngại. Chiến lược của mình vẫn đang là gì? Vẫn đang là canh bán GU, canh bán EU và canh bán vàng. Hiện tại bây giờ mình chưa có dấu hiệu thay đổi cái chiến lược đó. Vì sang tuần chúng ta có thứ hai và thứ ba, thì cái vùng kháng cự của vàng ở đây này, vùng kháng cự của GU đây này, vùng kháng cự của EU đây này, đấy, khu vực trên này này, 1.087 vẫn sẽ là cái vùng mà mình canh để báo lệnh bán xuống. Nhưng đến thời điểm 31 tháng 7 có lẽ mình sẽ dừng cái việc đó lại. Mình sẽ chờ BOJ có cụ thể. Trước tin non-farm thì ngày 30 chúng ta có một cái tin về thị trường lao động của Mỹ đây. Là cái tin về lượng tuyển dụng mới. Thế thì nó cũng sẽ là thông tin mà theo mình đánh giá là nó sẽ là mang tính chất là tác động mạnh đến thị trường. Ở thời điểm này những dữ liệu mà về thị trường lao động sẽ cực kỳ nhạy cảm. Tại sao? Bởi vì là GDP đã cao rồi. Nếu thị trường lao động mà tăng trưởng quay trở lại thì có khả năng là cái tâm lý kỳ vọng vào một nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng và kỳ vọng vào các loại tài sản tấn công như chứng khoán nó có thể vẫn sẽ tiếp tục. Đồng thời là cái lo ngại về lạm phát trong thời gian tới vẫn sẽ quay trở lại. Nhưng theo mình thấy rằng đến ngày công bố non-farm thì mọi thứ mới có thể rõ ràng được. Từ đây đến lúc đó thì chúng ta trading theo nhịp ngắn hạn thì các cái thông tin trong ngày, các cái thông tin mang tính chất là mạnh thì chỉ có Yên Nhật thôi. Mình đánh giá là chỉ có vậy, chỉ có Yên Nhật thôi. Và mình vẫn sẽ tiếp tục trung thành với lại chiến lược là canh bán EU, canh bán GU, bán vàng từ đây cho đến ngày 31 xuất hiện tín hiệu là mình sẽ vào. Khả năng là ngày mai thì thứ hai thì sẽ phải phiên Mỹ mới tiếp tục là có cơ hội để bán. Phiên Âu thì chưa chắc, nhưng phiên Mỹ là có khả năng là có cơ hội để bán. Đó, thì những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong clip này là như vậy. Về phần phân tích cơ bản, về phần phân tích kỹ thuật, những bạn nào muốn rõ hơn cái chiến lược trading của mình từ đây cho đến trước non-farm thì các bạn xem lại clip hôm thứ sáu mà mình phát trực tiếp nha. Các bạn vào phần trực tiếp ấy, clip phát trực tiếp gần nhất ấy, thì là các bạn sẽ rõ hơn nữa. Ok, clip này mình sẽ làm đến đây thôi và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học tiếp theo trên lớp học tài chính giao dịch của AM Việt Nam.